Hi, chào cả nhà mình ha. Thì bây giờ mình sẽ lên cho anh em bốn con hú giò bò. Thì bốn con này đều là chim con của mình. Và bữa mình có nói với cả nhà mình đó là cái lỗ mà nó xác suất ra ngược xám á là khoảng 60-40 á, đó là có trong này ba con. Thì ba con đó thì mình nói với anh em là ba con đó là có hai con máy, một con trống. Và ảnh chết hết mấy con rồi cả nhà. Mà chết chim đỏ, mà chừa lại mấy con chim mà ngược xám nó còn sống. Và có một bé thì nói chung là ảnh sao ta, ảnh quên, ảnh đem ảnh phơi nắng hơi lâu một xíu và sau đó nó bị say nắng cái bắt đầu nó co giật, cái giờ cái thành người giống như là nó bị tai biến vậy đó. Giờ mình sẽ quay trực tiếp từng con cho cả nhà xem ha. Đó đây, thì nói chung á là con này á là do ảnh, nói chung là ảnh còn đang chơi ngon lành ha, và ảnh bị tai nạn và cho nên là ảnh mới chia lại ha cả nhà. Và con này thì nó có chấm bông ngay trên giữa nè, mình bắt ra cho cả nhà xem. Nói chung là tụi này nó ra ngực nó hơi loang hết ha cả nhà. Đây nè, nó có chấm bông rồi. Mình quay trong máy nè, đây cả nhà. Học bông rất là to ha. Và cái cặp chim em của nó thì bữa mình cũng mới năm mình nói với cả nhà là mình chia luôn rồi đó. Đó. Và nó có cái cọng bông ngay chỗ này nữa nè. Đó. Nói chung là con này rất là nhiều bông. Mà cứ chấm 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 chọn chấm miếng miếng ở cả nhà ha. Đây nè. Đó. Đây em nào ưng thì tới nhà coi bắt ha. Thì con này chỉ có 2 triệu thôi. Đó. Nó do nó bị tật như vậy ha, thì nói chung là cái này khả năng đập trống đập máy như thế nào thì thật sự nó mình không biết nha, nhưng mà đối với những con chim què á, thì thật sự nó đập không được. Còn con này hai chân mình thấy nó nhảy vẫn đứng được bình thường, thì kiểu này nếu mà nó đứng lên lưng được con máy á, thì nó sẽ ok ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay cái nắng chiều cho cả nhà xem ha. Thì nói chung là quay cái nắng chiều thì con này là ngực lưng đỏ như nhau hết đó. Tại vì đây chính là cách mà nhiều anh em khác họ quay đó cả nhà, thấy không? Mình chưa có chỉnh gì hết nha, chỉ có là quay nắng chiều sơ sơ thôi đó. Đó. Thì riêng thì chỉ là xấu nhất là với con này xấu nhất thôi, còn mấy con kia thì nó ok nhỉnh hơn. À, có hai con trống một con mái nha cả nhà. Và anh nuôi là anh thả bốn con chung một cái luôn. Lúc mà anh bị tai nạn thì vợ anh thả hết vô luôn một phát một. À. Và tụi nó quýnh lộn hay nó làm gì ầm xì đụng hết đó. Con này nè, đó cả nhà. Quay sao không thì khỏi, mình sao đợt này mình không bắt nét được đó. À, con này cũng bông ha cả nhà, má nó lệch bông lên xíu ha. Nói chung là quả lông đầu của nó cả nhà thấy không, nó có nhiều cọng lông nó rất là kỳ đó, nó dài hơn bình thường mà nó biết lý do gì sao. Chân con này á, 8 móng đều là móng ngà ha cả nhà. Và chân nó hiện tại là chân đang lột lên nha, chân nó hồi trước thì nó cũng đen như con kia thôi. À, cái này nó lột lên và hiện tại thì nó đang bị sơ sát lông hết đó. Chim con một mùa nha cả nhà. Nói chung là tụi này thì sợ gãi ok, hiện tại mình thì mình không có chăm nó thường cho nên là mình không biết gò được hay không, nhưng con kia mình hơi bắt được đó. Con này ok sợ được nha, bắt luôn nha, không bắt được. Cái nhà hơi thấy nữa ha, ngoài trong mát nè đó. Con này cũng có cái, thì nó chỉ có cái bông một loại như chỗ này với cái chỗ này giống giống bông nè đó. À, cọng lông trên đầu nó nè, ho nó nhô dài cao hơn. Ok, đây là hai con trống ha. Thì nói chung là anh em nào bắt á thì anh em có thể nhổ lông ha, còn riêng mình thì thật sự nó mình vẫn để như cũ, mình không dám nhổ lông nha. Ở nhiều khi á là có gì anh em lại nói mình trái chim gì đó thì anh em bắt á, mình thể là mình sẽ nhổ trực tiếp cho anh em xem, hoặc là anh em đem về anh em nhổ. Thì có anh chim của người ta làm sao mình đã đi chen như vậy ha. Ok, tại cái bê máy này đây. Và con máy này nó đặc biệt hơn mấy con khác chỗ á. Đây cả nhà thấy cái gì không?
cái đầu của nó, nó bắt đầu nó lem lem bạc bạc rồi ha. Đây, đó cả nhà thấy cái đầu nó bạc bạc trắng không? Sao mà con này nó bị trụi lông mỏ luôn ta. Cái này chắc nghi là bỏ vô bốn con quýnh lộn cái nó xói nha. Đó, nhưng mà lông trên đầu nó là à, nhà thấy ha. Lông nó là ok vậy ha. Đây. Đó. Màu lông nó khác với màu lông kia nha. Mái nha. Nói chung là mấy con này thả vô chung một lượt rồi cho nên là không có thái độ gì với nhau được đâu nha cả nhà. Nếu mà có thái độ là bắt buộc làm phải kè ha. Thử ra. Nói chung mình sẽ thử kè. Kè với trống mồi của mình. Nói chung hôm bữa mình đem trống mồi mình. Mình đem nó ra đây nè. Okay, mình cũng mới có điện thoại xong hết cả nhà. Kè cũng chả có thái độ gì hết. Tại vì nó là chim con. Ok, tới con cuối cùng. Con cuối cùng là con mái. Con mái thì này là nó mignon nhất. Con mái kia thì nó nhìn nó thon dài hơn mà con này thì nó bắp. Và chân của nó mòn. Và chân của nó là 8 móng ngà hết nha. Đó. Này thì ngược lo nha cả nhà. Đó. Lên 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 hết. Bông hoa gì thì không có ha. Con trống có thôi. Con này với con trống này là cặp ha. Là cặp anh em á. Sờ được chắc phải 2-3 bữa nó mới sờ được nó. Giờ đây thì anh em nhìn là sẽ hết hồn thôi. Ok, anh em nào thích con này thì alo cho mình ha. Nói chung mình có tổng cộng 4 con. Thì anh em nào ưng cái nào thì cứ alo cho mình ha, số khỏi có trên màn hình luôn nha nha, là 0929887346. Còn anh em không tin thì anh em có thể là tới nhà xem bắt trực tiếp, hoặc là anh em gọi qua số Zalo cho mình ha. Số Zalo của mình cũng là 0929887346 ha. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người lúc sau ha.